kiếm hơn 200 triệu mỗi năm từ chứng khoán. Đây là một nhà đầu tư chứng khoán khá đặc biệt mà may mắn tôi quen biết anh. Tuy anh không phải là một người hoạt động lâu năm trên sàn chứng khoán Việt Nam, nhưng lại có được những suy nghĩ, quan điểm, phương pháp rất phù hợp và hiệu quả. Triết lý đầu tư của anh thấm đẫm vị đời của một con người đã có nhiều năm trải nghiệm trên trường đời. Nên dù không cần quá nhiều thời gian và vốn liếng, không có quá nhiều kinh nghiệm đầu tư chứng khoán, anh vẫn tạo ra thu nhập rất tốt trên sàn chứng khoán trong những năm qua. Mỗi năm, anh kiếm được trên 200 triệu từ thị trường chứng khoán với chiến lược đầu tư trung hạn. Vốn đầu tư của anh lúc cao nhất cũng chỉ hơn 500 triệu một chút mà thôi. Đây, một người đầu tư không quá nhiều tiền trên sàn chứng khoán nhưng vẫn kiếm được một cái thu nhập khá là đều đặn, khoảng tầm trên 200 triệu một năm. Với các đại gia thì 200 triệu chỉ là tiền tiêu vặt. Tuy nhiên, với những người lao động bình thường, đôi khi nó là cả một ước mơ. Cơn đại dịch Covid-19 đã cho ta thấy 200 triệu có thể làm được rất nhiều việc cho mỗi cá nhân, gia đình, tập thể trong cơn khốn khó. Điều đáng nói là anh kiếm số tiền đó với rất ít thời gian và công sức. Anh vẫn đang ra sức gây dựng công việc làm ăn của riêng mình, không dồn sức và dành quá nhiều thời gian cho thị trường chứng khoán. Vậy nên tôi hay đùa rằng anh ta chơi chứng khoán chứ không phải là đầu tư nữa. Để có được thành công trên sàn chứng khoán, cần có những phương pháp, đường lối đầu tư rõ ràng. Vậy, chúng ta hãy cùng xem xét những nét chính yếu trong phương pháp đầu tư của anh, xem liệu có gì hay, đáng để học hỏi không nhé. Thì tôi liệt kê ra khoảng 6 cái nét chính yếu trong cách đầu tư của anh ấy, chúng ta cùng xem xét nhé. Thứ nhất là chỉ dùng những đồng tiền thực sự nhàn rỗi. Anh không bao giờ dùng tiền làm ăn, tiền đi vay nợ và tuyệt đối không dùng margin. Tiền nhàn rỗi của anh là tiền nhàn rỗi thực sự, nó chỉ dùng để đầu tư chứng khoán, còn nếu không thì vứt vào ngân hàng vài năm không thèm ngó đến nữa. Nghe thì rất đơn giản, nhưng để có được vài 300 triệu tiền nhàn rỗi kiểu này thì không phải ai cũng có. Theo anh, việc này rất quan trọng vì anh sẽ không phải chịu bất kỳ một áp lực trả nợ nào. Nó cho phép anh có thể kiên nhẫn và bình tĩnh khi giá cổ phiếu không đi như mình dự đoán lúc đầu. Thứ hai là chỉ mua những mã cổ phiếu mà anh thấy mình yêu thích, từ sản phẩm đến doanh nghiệp và ban lãnh đạo, nhất là người đứng đầu. Anh luôn quan tâm đến sự nhất quán giữa hành động và phát ngôn của ban lãnh đạo, đặc biệt là CEO. Anh cũng rất chú trọng đến giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, đóng góp của doanh nghiệp đó cho nền kinh tế là gì, vân vân. Ngoài ra, anh cũng quan tâm đến các dự án lớn của doanh nghiệp. Thứ ba, thời gian sẽ giúp anh kiếm tiền. Theo anh, sẽ rất nhàm chán nếu cứ dí mũi vào bảng điện. Mọi cái cần có thời gian và đầu tư chứng khoán thì cần hai thứ, tiền cộng thời gian. Cách nghĩ này giúp anh có một cái đầu lạnh, không hành động vội vàng. Tâm lý rất vững vàng và cảm xúc luôn ổn định đã giúp anh chơi môn tài chính rất hại não này một cách dễ dàng và nhẹ nhàng. Thứ tư là hai loại doanh nghiệp được anh lựa chọn là doanh nghiệp đầu ngành và loại doanh nghiệp có khả năng tăng nóng. Thời điểm mua vào được xác định dựa trên dấu hiệu của dòng tiền lớn, cộng với việc kiểm tra xem mức hấp dẫn của ngành trong thời điểm đó có còn không. Anh thường quan sát cổ phiếu đó trong thời gian từ 2 đến 4 tuần để quyết định có nên mua vào hay không. Thứ năm là anh cắt lỗ chậm nhất ở mức lỗ 10%, chốt lời theo mức lãi kỳ vọng, thường là từ 25% trở lên. Tuyệt đối không bán cổ phiếu khi đang nắm giữ vị thế tốt. Cuối cùng, trong dài hạn thì anh thường mua vì sự kỳ vọng vào doanh nghiệp và ban lãnh đạo. Có thể cổ phiếu không tăng nhanh bằng các mã khác, nhưng nếu các tín hiệu mang lại cảm giác an tâm thì anh sẽ mua và nắm giữ khá lâu. Cái này thường là một vài năm. Anh cũng thường mua sau những đợt sụt giá sâu với nhóm Blue Chip. Đó. Thì đây là những cái nét chính yếu trong cái cách mà anh ấy chơi chứng khoán, mua chứng khoán. Đây là một trường hợp khá kỳ lạ khi anh gần như không biết đến mùi vị đau đớn vì bị cháy tài khoản, bị call margin hay bị lợi lần vì thua lỗ, như nhiều nhà đầu tư thành công khác đã từng phải trải qua. Anh có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho mình về kiến thức, về tâm lý thị trường, tâm lý giao dịch và nhất là anh không ảo tưởng về thị trường chứng khoán. Theo anh, chứng khoán chính là cuộc đời, cuộc sống thực. Chỉ khác là tâm lý con người bị phóng đại do sự cộng hưởng của truyền thông và cảm xúc. Phần tái bút của mình, đầu tư chứng khoán mang dấu ấn cá nhân rất mạnh mẽ. Triết lý của người này có thể rất thành công với họ, nhưng lại không thành công với người khác. Vì lẽ kinh nghiệm, kiến thức và cảm xúc trong mỗi con người chúng ta là hoàn toàn khác nhau. Vậy nên tôi mong các bạn
chỉ nên xem xét đây như là một sự tham khảo thôi nhé. Trân trọng. Đấy, thì đây là một anh cũng tương đối lớn tuổi. Anh ấy chơi chứng khoán thời gian chưa lâu, khoảng tầm 5 7 năm thôi. Nhưng trong những năm vừa qua thì anh ấy chia sẻ với mình là mỗi năm tao kiếm được tầm hơn 200 triệu. Và đầu tư ấy thì lúc cao nhất chỉ là khoảng 530 triệu thôi. Không quá nhiều. Như vậy thì cái lãi suất hàng năm của anh đấy nó rơi khoảng tầm từ 30 cho đến 40%. Như vậy là một cái hiệu suất đầu tư rất là cao. Đó. Cách đánh của anh là cách đánh trung hạn. Và đấy là những cái phương pháp chọn cổ phiếu cũng như các phương pháp thực chiến của anh em là như vậy. Thì vì là đầu tư trung hạn cho nên là cái điểm vào điểm ra nó không không khắt khe như là các bạn là đánh ngắn hạn. Thì nếu các bạn quan tâm hơn nữa thì có thể kết hợp những cái phương pháp đầu tư này của anh ấy và phân tích kỹ thuật nhé. Thì đây là một cái chia sẻ thông qua nhiều lần anh em chat với nhau trên Zalo cũng như là gặp gỡ trò chuyện. Hy vọng là những cái sự chia sẻ chân tình của anh em mình sẽ giúp được các bạn trong cái con đường mà đầu tư chứng khoán còn rất là nhiều khó khăn đằng trước nhé. Xin cảm ơn đã lắng nghe video và xin chào tạm biệt nhé.